Cái này là mình làm dấu ha, mình làm dấu màu vàng, mình tặng Kim con nó đi anh. Ừ, tặng Kim con nó đi, kệ tên mình đó chồng. Đợi chút đi. Chờ lấy cái viết lông để ghi tên, tới hơi xe lớn tới lộn á. Lớn lộn. Giờ anh ra cái nước đẹp quá ha. Uống miếng nước cái đầu mình đi ra vô mình thăm cua cá nhại. Mình đặt cua hổm gài bữa thì cũng kiếm được vài ký cả nhà, 2-3 ký, 3-4 ký thì theo mỗi bữa cua chạy khác nhau ha. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị mồi sẵn nè, đây là cá tươi mình cắt khúc ra. Thì mình đi ra ngoài vuông á, mình thăm cua cái gặp nào mà nó hết mồi á thì mình thế vô ha. Còn ở đây á là cái dây để chói cua nè cả nhà, bà xã mình cũng mới vừa cắt xong thì mình chói được nhiều, chói không hết rồi để dành mình chói tiếp tục hoài tới vậy cả nhà. Dây này cũng nhỏ chứ không có bự luôn. Thì trời ở ngoài cũng đang mưa, mưa lâm râm như cả nhà. 2-3 bữa nay làm như bão áp thấp nha, nhiệt đới gì á, mưa hoài à. Hay bắt đầu mình đi ra vô thăm cua cá nha nhại. Thì mình cũng tới vuông rồi cả nhà. Mình đem đầu xuống xuồng cái mình đi dở gặp ha. Ở đây mình có chuẩn bị cái cây dao cán vàng là để mình mở cái yếm cua ra, mình coi cua có gạch hay không á cả nhà. Ơi cái xuồng nước nhiều nè. Con nào có gạch vàng vàng á thì mình thả lại ha. Vài bữa nữa mình sẽ bắt sau. Trời sáng giờ cũng mưa. Lâm râm mới tặng cũng đỡ cả nhà. Giờ mình sẽ thăm cái gặp đầu tiên nè. Hết mồi cả nhà. Mình sẽ thay mồi vô.
Cái này được hai con đó cả nhà. Thì mình thăm xong cái mình đổ đại lên xuồng ha. Chút nữa cái mình thăm giáp quẩn rồi cái mình quay lại mình chói. Con nào nó mềm quá thì mình sẽ giục lại để một hai tuần gì đó cho nó cứng rồi mình hả bắt lại nữa. Được con to quá cả nhà. Con này để chút nữa mình kiểm tra cây có gạch không, có gạch thì mình cũng sẽ thả lại ha. Mồi này cũng cũ rồi, mình sẽ thay mồi mới. Này được con nữa cả nhà, để càng này. Cho thêm miếng mồi nữa. Hai con luôn cả nhà, hai con này cũng to quá nè. Thăm cũng giáp dòng rồi cả nhà, thì cũng được mấy con cua bự nè cả nhà. À, cua bự không à, cua nó không giữ ghê không đó, vừa đụng tới là cái đầu là nó dơ càng lên hết cả nhà, kép một cái hết trát tay luôn. Đây cua đực, để mình lại đằng kia mình kiếm cái con cua gạch ở đâu rồi, mình kiểm tra cây nó có gạch không. Nếu mà gạch hơi yếu á, thì mình sẽ thả lại cả nhà. Mình sẽ dùng cây dao nè, mình tách cái yếm ở sau nè cả nhà, tách lên. Con này thì cũng chưa có chấm gạch không đó, nó không giữ á. Nhưng mà nó hơi bị mềm á cả nhà, thì mình cũng sẽ thả lại luôn ha. Tại vì cua mà nó bị mềm á là nó không có thịt. Ô, vô tới nhà cả nhà ơi. Thì mình cũng mới vừa thăm cua vô á cả nhà. Mình thăm được 8 con cua. Mình thả lại 4 con.
ba con cua nó bị mềm, với lại con cua nó còn nhỏ quá. Thì mình ở đây mình bắt được bốn con nè. Bốn con này thì đặt chuẩn để mình bán được ở cả nhà. Tại vì cua mà mình bắt á nó bị mềm quá, là cua không có thịt mình bán người ta cũng không có mua đâu cả nha nha. Hoặc là người ta có mua thì cũng tội nghiệp cho người ta lắm. Bỏ tiền ra mua con cua 1 ký trong ngoài 200 ngàn mà không có thịt thì cũng buồn lắm cả nhà. Riêng mình cũng vậy thôi. Thì mình chỉ lựa những cái con cua mà nó cứng á, là thịt nó đạt á, thì mình sẽ đem vô và mình bán cho người ta ha. Thì đây mình bắt được bốn con để bán được nè. Đó. Thì bây giờ mình nghỉ ngơi khoảng tối tối mình đi thăm giác nữa cả nhà. Mình đi thăm cửa tối cả nhà. Giờ này thì cũng 9 giờ mấy tối rồi. Bây giờ mình đi thăm để cũng thôi trễ trời nam trời mưa cả nhà. Ba đi thăm cô con. Phú Quý cái này cũng chưa ngủ nữa cả nhà. Phú Quý thức khuya lắm, thường ngày Quý cả 10 giờ 10 rưỡi mới có ngủ. Thì bữa nay hai vợ chồng của mình cũng ăn cơm hơi trễ nữa cả nhà. Thì thường ngày thì mình cũng ăn xong mình với bà xã rửa chén xong rồi mình mới đi. Rồi bữa nay sợ mưa trễ nè, mưa nó ướt cái máy mình không có đem máy đi mình quay cả nhà. Thì để bà xã rửa hơn mình. Thôi ra đi em ơi, để hơi bắt mưa cái ướt cái máy à. Đi sớm đi. Bây giờ tranh thủ trời chưa mưa nè, mình lấy máy ra mình quay luôn cả nhà. Có để chút nó chuẩn bị lấy cái bọc để mình dự trù á, mưa cái mình bỏ máy vô cả nhà. Thì ở đây mồi á mình cũng đã cắt sẵn rồi nè. Bây giờ mình đi cả nhà. Thôi đi nha. Rồi lấy dây bỏ sẵn ra này. Giờ thì mình cũng ra tới vuông rồi cả nhà. Mình sẽ thăm cái đầu tiên ha. Quá, wow, hai con luôn cả nhà. Một con bự với một con nhỏ nè. Nhìn nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đổ đại vô xuồng ha. Để chút nữa cái mình thăm giáp này cái mình quay lại mình chối luôn á cả nhà. Móc vô con mồi. Tới cái thứ hai cả nhà, cả nhà. Hai con nữa cả nhà. Có con bự con nhỏ nữa cả nhà. Cái này thường thường là ngày nào nó cũng dính trơn cả nhà. Bự nhỏ gì ngày nào cũng dính, có cái này là nhạy nhất luôn. Mình đổ lại trên xuồng. Mình chút nữa cái mình hai chó xem.
Phun hết biết luôn cả nhà. Quá trời anh cô luôn. Cái gặp cua này á, mình gắn mồi á, với mình bắt cua đổ cả nhà cũng đơn giản. Mình gắn mồi vậy xong cái mình giục đại xuống cả nhà. Thì có cua lại vô nó ăn à. Nó mấy cái con cua nhỏ thì nó ra được, còn mấy con cua bự là nó không ra được nha cả nhà. Trừ phi á là nó xé cái lưới thôi. Trời ơi, con này nó quá nhỏ luôn. Quá nhỏ thì mình bỏ nó ra. Mình không có bắt ra cả nhà. Cái này sẽ cái mồi nó còn yên nguyên à. Mình vẫn tận dụng lại. Nhớ xíu mà nó còn trên nóc nè cả nhà. Nè. Bò rung rung hổm trên nóc nè. Cô này nó đang mây mồi nè. Nó không có vô mà nó ở ngoài. Vậy đó mà nó không bỏ luôn á. Mình vô tới nhà cả nhà. Đây là cái giác tối của mình nè cả nhà. Hồi nãy dính được 12 con. Mình thả lại 5 con. Cua nó bị mềm với hơi nhỏ cả nhà. Anh vô đó hả? Bỏ hai mẹ con chưa ngủ hả? Chưa, nằm trong giạc chơi đi. Vậy là kia. Ba không có không? Có con ơi. Có con là giạc giạc cho con ăn không? Giạc cho con ăn hả? Nè. Giạc hả con? Có con này giạc nè, con ăn được không? Trời ơi, cua này dạt chắc nhốt ruột ở trên luôn quá. Quá trời, bữa con này chắc cỡ nửa ký á. Thì mình bắt trên đây. Mình đem vô nhà mình bắt được 7 con rồi cả nhà. Bắt được 7 con đem vô nhà nè, cua này là cua cứng nè. Còn nãy mình dạt bỏ lại 5 con cua mềm. Giác tối này anh thăm được 12 con. 12 con rồi bỏ lại 5 con, bắt vô nhà 7 con. Còn cái xô này thì đâm khoảng hồi chiều nè cả nhà. Về được 4 con nè. Còn bây giờ mình bỏ vô xô mình rộng luôn cả nhà. Rộng cái sáng mình thăm giác nữa. Bây giờ mình tắm rửa cái mình đi ngủ rồi cả nhà. Giờ này khuya, giờ này cũng gần 11 giờ khuya rồi. Đừng rửa tay thuốc nha con. Quý rửa tay nha. Rửa tay con. Rửa tay anh, phải rửa tay. Để ba tắm rửa cái gì vô. Sáng nay thì mình cũng mới thăm thêm dạ giác sáng đó cả nhà, vô cũng được nhiêu đây nè. Thì hôm cũng được mấy con sáng thăm cũng bọn mà. Tại cua thật được mới qua đến tới buổi sáng nó chạy nhiều ở cả nhà. Đây thì mình cũng có lựa ra rồi, đây là cua Tứ nè. Còn đây là cua Y. Y là 3 con ký ở cả nhà. Thì cũng có đứa em ở trên thành phố nó mới về đám giỗ mẹ nó nè cả nhà. Thì chiều nay nó đi rồi.
thì nó cũng hay mình đặt cua nè, thì nó cũng đặt mua 4 kg, thì mình cũng có lựa sẵn ra cho nó, cho cũng được 4 kg, hơn 4 kg chút gì đó cả nhà. Bây giờ mình cho cua uống nước nha, để cho cua nó đi đường xa nó khỏe cả nhà. Thì giờ này cũng 3 giờ mấy rồi cả nhà. Thì hai vợ chồng của mình chuẩn bị vô cua, đóng thùng lại cho nhỏ em nó đi Sài Gòn cả nhà. Cái thau này là cua tứ nè cả nhà. Còn đây là cua y nè, con nào con nấy chào bá luôn, chào bá lửa luôn. Mình để cho nó uống nước chút để nó đi đường xa cho nó khỏe cả nhà. Thấy pha cái thùng xong kiếm giải lót ở dưới em ơi, lót ở dưới cho ướt ướt để ẩm ẩm cho nó có nước uống. Thì anh Huy cũng lại chơi nữa nè cả nhà, hai mẹ con của anh Huy lại chơi. Dì Tư kính vậy không, vậy không thêm lớp bao nữa đi, ướt càng ướt nó càng tốt. Chưa tại chút nó phát cái thùng nữa. Hai nhỏ này cho lỗ thưa thưa đi cho dễ thở. Ok, thưa vậy vậy bên 4 lỗ đi anh, 3 lỗ hơi ít nữa ngọt á. Ừ chứ gửi được không, chứ gửi anh chả nó có ngọt không. Ừ vậy vậy chút đi, lỗ vậy vậy cho chắc ăn. Anh hỏi mày cái đó, còn nó cua không? Chết cho nó nghe. Bò à, à. Bò dữ vậy? Nó cũng bò à, không có xíu đâu. Đừng đạp quý đi. Mấy giờ quý? Quý à. 3:37. 4:30 nó xe nó rước đó. Ừ. Bây giờ mình chắc cua vô thùng nha cả nhà. Chắc cua vô thùng xong rồi cái mình để thùng lại, cái mình khác lỗ trên nắp mấy lỗ nữa để thôi nó ngợp. Cua này dễ ngợp lắm. Có chưa lấy cho má hai con không? Chắc tối ba không có nữa rồi. Ừ mà mình còn đặt mà. Mình đây có ăn gì nào không có. Ừ. Ê, kiếm rồi. Lớp giấy, khỏi lớp giấy đây ngang không chứ. Kiếm lớp bầu ướp để làm dấu. Cái này là mình làm dấu ha. Mình làm dấu màu vàng, mình tặng Kim con nữa đi anh. Ừ, tặng thêm con nữa đi. Kệ. Cua nhà mình nuôi cả nhà ơi. Mình vừa bán vừa tặng. Cọt qua lỏng lỏng đi cho nó. Ừ, tặng cho nó gã gã luôn. Gãn gãn ra. Đây cái dây này. Dây này màu cam thì cua tứ. Còn cái dây màu vàng này là cua y. Làm dấu cho nhỏ em mình nó biết, nó mua dùm chảnh cho đồng nghiệp đồ của nó rồi. Nhiều khi nó không có biết đường phân biệt. Chảnh cũng thành phố mà tự nhiên cũng đâu có cân gì đâu. Cân sẵn đi. Cua mà mình biết đó, mày mới bán được cả nhà. Còn mình không biết đó, mình nhìn á thấy con nào cũng như con nói bán lẩu dữ lắm cả nhà ơi. Cho tặng thêm con đi anh. Con này cũng đi ha. Con này thì được không? Được. Con nào cứng. Mình tặng lý do là cua nhà cả nhà, mình tặng được, còn mình mua đi mình bán lại á
ăn kiểu này chắc đi Bình Dương à. Đi Bình Dương lẻ lắm á cả nhà. Bây giờ đi Bình Dương cũng khó khăn lắm nha anh, người đi Bình Dương cũng về ở đâu cũng phải tại vì vậy. Của nhà không phải lúc nào cũng tặng, tại năm nay cô cũng trúng đỡ nè, trúng thì nó không có trúng nhưng mà nó cũng đỡ hơn ở năm trước. Kệ đi em Út không giảng cho nó bò nha. Vì thùng này cũng rộng mà cũng thoải mái nè. Cái ghế băng keo này khác đây mấy lỗ nữa. Cua thì mình cũng đã xách vô thùng sẵn hết trơn này nha cả nhà, thì bây giờ mình sẽ dán băng keo lại. Gì vừa thế anh? Xe thì cũng đã tới rồi cả nhà. Thì nhỏ em bà con á nó cũng chuẩn bị đi Sài Gòn luôn ha. Để anh Vinh cho. Bà không có giết. Có giết lông, kêu người ta ghi giùm. Giết tên mình đó chồng. Đợi chút xíu nữa. Đây chờ lấy cái giết lông lấy ghi tên tới hơi xe lớn tới lộn á. Bye 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 bye. Bán gạo đi. Đây tới cửa hàng bán gạo rồi cả nhà. Bán bao gạo đi. Lấy chú bao ít tê. Đây rất là nhiều gạo luôn á cả nhà. Rồi chiều hôm qua thì mình có mua bao gạo á cả nhà. Thì sáng sáng sớm hôm nay mình nấu cơm ăn cả nhà. Cũng có mua miếng thịt nữa. Bán mấy con cua mua cũng mua được miếng thịt nhỏ nhỏ vậy đó cả nhà. Đủ hai vợ chồng với đứa con ăn được rồi ha. Thì hai vợ chồng của mình với đứa con thì ăn hơn chén gạo chút xíu rồi cả nhà. Cơm xong rồi mình cũng ra vô mình giá mấy cái lú lại cả nhà. Bây giờ này là cái cây nó non xèo rồi cả nhà. Mình tước ra mình ăn trên gốc luôn á. Là già lắm cái gọ.
cái cua nè, sáng ông ngoại mới cho nè, ông ngoại bán cua á, cái cua đó nó gãy càng ra đâu có mua đâu, ta mua rẻ quá rồi ông ngoại cho phú quý rồi luộc ăn luôn. Bắt nước lên luộc rau cả nhà ơi. Cái nước luộc rau này là mình lấy nước sạch mình luộc cái mình làm canh hấp luôn. Bỏ đậu bắp với bắp trái vô. Hải hải này nó hơi lâu chín rồi giờ thì mình sẽ ăn được sao. Cái này đậu bắp với trái bắp non đường chín nè. Giờ như mình đột luôn cái hồi mình giáp cao rồi mà. Đâu giờ anh ra cái nước đẹp quá ha, cái nước này mình cầm canh rất ngon lắm anh, thấy ngọt lắm. Rau cái nồi rau luộc của mình quá hấp dẫn cả nhà ơi, ngon quá. Bắp chín nè anh ơi, cái ui thì thịt kho cũng sôi vậy nè, cái này mình kho cho phù béo luôn á. Và bỏ tiêu xanh cho họ để em nấu ra rau gà thọ. Đậu bắp nó chín rồi nè, mình lấy ra trước để em hỏi cái mềm quá không ngon, đậu bắp vừa chín thôi. Mình vớt trái bắp ra luôn cả nhà, vừa chín nè. Hai chồng mình thích ăn những cái món luộc như vậy nè. Luộc chấm thịt kho ăn nó ngon. Thôi mình luộc mình chấm chao rồi ha. Ừ. Phải ăn cái món rau nước tương chanh ớt rồi đó. Ừ. Trời, nhắc tới cái nước chấm không muốn chảy nước miếng. Nêm vô đây nước canh một miếng hành, nêm thêm miếng hạt nêm luôn cả nhà. Làm canh mình hấp cho nó vừa ăn vậy đó, nước keo này nó bổ lắm. Vừa ăn luôn cái nước keo qua quá ngọt. Mình sợ chảo thịt có mấy miếng nó hơi vàng quá, thơm quá cả nhà, để bỏ vô miếng tiêu qua. Bỏ tiêu xanh vô, kho tiêu xanh. Thịt kho của mình chín này cả nhà. Đâm tỏi ớt làm nước mắm. Ăn chấm keo cả nhà. Rồi Phú Quý cũng lấy máy đi quay vòng vòng nữa rồi cả nhà. Kìa. Trời ơi, quay thấy ba mẹ quay cũng quay theo. Vô miếng đường cả nhà.
đơn hộp số 4. Chanh vô. Dắt cái hộp đó. Xong rồi cả nhà, có một chén nước chấm rau luộc rất là ngon nha. Bữa cơm của hai vợ chồng của mình cũng đầy đủ món kho và món luộc nha cả nhà. Có canh luôn. Canh luôn. Mình tận dụng cái nước luộc rau để lại làm canh. Thịt kho bà xã của mình là kho với tiêu xanh đó cả nhà. Rất là ngon. Nhìn ôi thịt kho là muốn đói bụng liền đó. Với luộc thêm hai cái quả trứng để mình dầm vô để mình chấm rau ăn cả nhà. Thứ hai một bài đặt luộc trứng lòng đào nữa mà không biết nó lòng đào không nữa cả nhà ơi. Cái màu này chắc không phải lòng đào rồi, cái chín luôn rồi. Giả làm hai thử coi. Chín rồi. Chín rồi. Lòng đào còn lòng hơi đào ta luộc chừng 3 hoặc 5 phút 5 phút à. Còn hơi hơi anh ơi. Còn hơi hơi là sống sống nè. Nè chữa nè. Chấm rau ăn cho nó ngon. Hai cái dặm cái thôi, còn cái để cho vàng. Vợ chồng của mình xin mời cả nhà, cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm với hai chồng mình nha. Cơm ngon quá cả nhà. Trứng luộc nè, chấm với rau với thịt kho tiêu xanh nè cả nhà. Nước làm canh luôn. Ăn miếng rau dền luộc cả nhà. Không có ông mãi hả con? Ăn miếng trứng nữa nè. Chan miếng nước canh cả nhà. Canh màu đẹp quá, rau dền luộc. Ăn miếng thịt mỡ nè, kèm thêm cái hạt tiêu nữa cả nhà. Đó. Hạt tiêu hả? Rất ngon rồi. Tiêu xanh đó con. Tiêu xanh đó con, có ăn không? Mẹ kho, mẹ không có gãy tiêu họ đâm ra, sợ con ăn không được á. Mẹ gãy tiêu, để tiêu xanh vô, ba mẹ ăn tiêu thì gấp tiêu. Mẹ quý kho thịt ăn ngon quá, ngon quá. Thiệt không? Thiệt. Hay là thấy bà xã nấu ăn được quá, định cho mốt bà xã ra hỗ trợ ha. Ngon thiệt, ngon, mình mới khen. Dở mình khen gì đúng không? Con cái trứng vịt lòng đào không có giống lòng đào ha. Luộc hơi chín. Hồi nào giờ không có luộc lòng đào cả nhà, cũng không có tìm hiểu nữa. Ngon thì anh nó ngon, dở anh nó dở à. Luộc lòng đào thì mình có lòng đào hả? Mình luộc cái trứng ra, cái mình khỏi nấu hết ta, là lòng đào đó. Vậy hả? Ai vui không biết nữa ta. Tiêu này ăn im quá. Nó không có cay mạnh ha.